Chàng trai đi dạo phát hiện một đống vỏ kỳ lạ, liền gọi điện báo cảnh sát. Họ đến nơi thấy cảnh đau lòng. Trong lúc đi dạo, chàng trai đã vô tình phát hiện một đống vỏ xếp chồng chất lên nhau. Bên cạnh còn có một căn phòng không ngừng phát ra âm thanh ghê rợn. Người ra kẻ vào trong căn phòng rất vội vàng khẩn trương. Do đó, anh đã gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát lập tức điều động người đến đây. Sau khi đến nơi, cảnh sát đã thấy mai rùa chất thành đống bên ngoài căn phòng. Nhìn kỹ thì mới biết đây là mai rùa bức xạ. Họ lập tức xông vào phòng bắt hết những người đang lột xác rùa lấy thịt. Lúc đó, trên mặt đất bày biện đủ loại dụng cụ. Trên tấm bao màu vàng còn xếp đặt những con rùa còn sống một cách ngay ngắn. May mắn là cảnh sát đã đến kịp thời. Nếu không thì rất nhiều con rùa bức xạ nữa bị giết chết. Ở góc phòng, cảnh sát còn nhìn thấy mấy chiếc hộp gỗ đựng đầy rùa bức xạ. Để không bị phát hiện trong quá trình buôn lậu, họ đã quấn chặt những con rùa lại, sau đó rất nhiều con bị chết. Rùa bức xạ là một trong những loài rùa quý hiếm trên thế giới. Chúng có hoa văn rất đẹp và được nhiều người yêu thích. Vì vậy, hoạt động buôn lậu rùa bức xạ ngày càng phát triển, dẫn đến số lượng loài rùa này trong tự nhiên liên tục giảm mạnh. Người đàn ông đi bắt chuột ngửi thấy mùi hôi, sau đó phát hiện khối kỳ lạ khiến anh sợ hãi. Cách đây không lâu, một người đàn ông cùng mấy người bạn hẹn nhau đến một khu rừng bắt chuột. Người đàn ông đã đi sâu vào trong rừng để bắt chuột. Trong lúc đang đi, anh ta đột nhiên ngửi thấy mùi hôi thối của xác chết phân hủy. Vì tò mò, anh cầm theo dụng cụ bắt chuột lần theo mùi lạ. Đến một con rạch nhỏ, anh ta thấy một xác động vật chết khá lớn chặn ngang dòng chảy. Trên mặt cơ thể đã thối đen lại. Phải mất một lúc, anh ta mới hoảng hồn khi xác định đó là xác chết của một con voi và lập tức gọi điện cho mấy người bạn. Sau khi nghe kể lại, họ gọi điện ngay cho người bảo vệ động vật địa phương. Các nhân viên nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau khi tiến hành kiểm tra đơn giản và đưa ra kết luận, con voi này không phải chết một cách tự nhiên. Phần đầu con voi đã bị chặt đứt và mang đi đâu không rõ. Xác chú voi rừng bị đẩy xuống con suối nhỏ và đã trương phình. Do đó, họ phỏng đoán con voi này đã bị bọn buôn lậu giết hại và lấy ngà. Chưa có biện pháp hữu hiệu nào đưa ra để bảo vệ động vật hoang dã tại Zaya. Sự thật thì các cá thể voi bị các phần tử bất hợp pháp giết hại để lấy ngà vẫn thường xuyên xảy ra và có xu hướng ngày càng gia tăng do nhu cầu của thị trường ngày một lớn. Mà việc chờ đợi những con voi chết đi mới được lấy ngà phải tốn hàng chục năm. Hơn nữa, việc gây mê thường chỉ áp dụng cho tê giác, rất ít khi dùng cho voi. Mà những kẻ vô nhân đạo chỉ biết đến tiền bạc và lợi ích kia lại càng không thể sử dụng. Bởi như vậy sẽ nâng cao chi phí, làm giảm thu nhập của chúng. Cho nên, chúng sẽ chọn cách tàn nhẫn vô nhân đạo, trực tiếp cắt phần đầu của những con voi để lấy ngà. Hiện nay, số lượng ngà voi quý hiếm phần lớn có nguồn gốc từ châu Phi, mà thị trường ngà voi phi pháp lớn nhất lại chính là Trung Quốc. Việc thu thập ngà voi chính là con đường tàn sát loài voi, bởi cặp ngà chính là sinh mệnh của chúng, vô cùng quan trọng. Chúng ta hãy nói không với mua bán ngà voi, đó chính là một cách bảo vệ loài voi hữu hiệu nhất. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share, nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!